Cái dao bán bỏ cái đế kiểu em lấy cái dao ra xong rồi em nhấc một tầng. Giống như em nhấc bánh hai tầng ấy, em nhấc nhẹ lên xúc vào là nó ra thôi. Nào bóc luôn ra đi, bóc ra cắt đi. Hay là bảo các bạn ấy nhấc thử luôn đi. À, để chụp nguyên cái đi. Hả? Bảo các bạn nhấc thử luôn này. Nhấc luôn ra hay không các bạn? Nào, lấy dao nhấc ra. Bóc luôn cái đấy ra, bỏ ra, bỏ luôn cái đấy ra. Ly ơi, chị bộc lộ chị cái điện ở đây cho nó sáng. Bên cạnh đấy nhỉ. Các từng bến hoang vào đây một chiếc hình hoa rồi chưa? Thấy nếu mình cắt thì tam giác thì phải bóc ra để xong rồi cắt thành tam giác đúng không? Tất nhiên. Thì nó lại bị như này có sao? Xong rồi em bọc giấy vào. Thì nó lại hết à? Ờ. Đĩa. Nào cắt đi, lấy dao đâu? Chả mọi người. Ô chị Minh không cắt con chì à? Chị lại cắt dài dài như thế này à? Dài dài là ấy vừa cắt. Em lấy dao cắt rồi. Lấy dao. Bóc ra, bóc ra, bóc. Để em xử lý. Bóc ra. Để em mình xử lý. Còn lại con mặt chơi ăn luôn. Mình xử lý luôn này. Cái này đi chị, cái này này. Bóc ra, lấy dao nhọn, lấy dao sắc cắt rồi. Đấy, cắt đi. Cắt dao này được không? Cắt cũng được. Cắt cái tép về cho bây nha. Không lấy dao nhọn. Vừa cắt. Nào, dao nhọn, lấy dao nhọn. Dao nào chả cắt được. Để lại cho cô. Cắt đi. Đừng ấn, ấn thì nó bẹp hết lên đâu nữa. Phải cưa chứ. Cưa mắc vố đi rồi. Thì phải giữ tay vào. Đẹp chưa đẹp nha. Chỗ đấy là bánh đấy. Lát. Chị ơi để chị Vinh đấy. Ấn thì nó hỏng hết thì đâu. Ai thà ấn. Thầy cắt đi. Không, cho tự cắt thì làm về. Sớm thì em có cái hình này này. Chụp lo dao. Lấy giấy đây. Ăn rồi. Múc phê cái này à? Múc phê bánh các bạn ơi. Cắt hình tam giác mới đẹp được chị ạ. Cái này chị cắt quá nhiều. Đây thầy cắt đi. Thầy bánh cắt đi. Hoa quả ăn đi. Cái em đồ nó thì bánh. Nào, kiểu cảm nhất này. Cắt thêm 6 nhá. Cái này hơi nhỏ. À, đây nó chưa được đông mà. Trên mặt thôi, đấy. Đấy, nó chưa được đông hẳn. Chưa đông hẳn nó mềm. Quay vào cắt. Này, nó đang mềm. Biết chưa? Cả cái đế lên. Mất cái đế. Bỏ ăn xong cái đế. Mà xả lại được mấy chục đến lúc không có cái đế nào làm. Bánh giấy bỏ thêm giấy đây. Giấy. Xoài. 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 Quả dâu. Ừ, quả dâu đấy, xong mình xay ra lấy nước cũng làm như kiểu chanh leo. Quả dâu bé kìa phải không? Không phải dâu tây đâu đúng không? Cái quả dâu ấy. Dâu tây cũng được cây em ạ. Cây dâu mà, cây dâu tằm. Đúng rồi, dâu tằm đang dâu mùa dâu tằm ấy. Đẹp đẹp đúng không? Đẹp nhỉ. Hạt đẹp đẹp. Đang để chơi ở đây không? Chụp hết ảnh chưa nhỉ? Cái chanh neo này đã chụp đâu thầy? Chưa. Chưa ai chụp cả. Để chị Minh đi chụp. Không chụp miếng đẹp thầy ạ. Giấy là. Đúng rồi, của khách là mình để nguyên cả cái giấy bóng đấy. Ừ, để lên cái khay, cái đế như đế sinh nhật đấy. May cái này là không chuẩn dính gì. Nó để cho mình tôn. Bởi vì mình cắt đế mà. Không phải dính như cắt tôn đâu. Cắt tôn thế, bột đấy ở trong dính đế. Đấy là mình mới lấy ra, còn cái này mình lấy ra rồi mình mới cắt.
Hôm nay đầy bánh. Đấy vừa lấy bánh chụp ảnh xong rồi lấy ăn thử đi. Chị Minh tí lỡ gửi cho em nhá. Không đầy đĩa ở ngoài kia mà. Chanh leo cũng ngon, trà xanh cũng ngon mà. Chị Minh này. Để nó cảm giác coi như đang xúc lên. Chị Minh nhớ gửi hết ảnh cho em nha chị Minh nhá. Những bánh này mình cứ làm từ hôm trước cho khách thoải mái. Sống ảo đến giờ sống ảo. Tiện lợi quá nhỉ, thêm nhỉ. Ăn đi, chiến đấu đi. Thế nào, phát biểu là ngon không? Ừ. Đây xếp 4 cái này vào đây. Xếp 4 miếng này vào đây. Mình có thể giảm chanh leo đi. Có nhiều bạn thì ăn thế là vừa. Như chị Minh ăn là ngon này. Như chị Minh ăn cái như này là chị sẽ bảo là vừa. Cho tay vào nhấc ra. Phải lúc duyên nhất mới chụp chứ. Ăn đi, mấy thìa. Đấy, xem nào. Chua vừa mà. Ngon đúng không? Không, nhiều bạn có bạn thế. Có bạn không ăn được chua. Bạn là chua, bình thường là vừa. Nếu như ai mà không ăn được chua sẽ bảo chua. Ừ, thế tất nhiên. Ai không ăn được chua thì ta trả chua. Chẳng hạn như mẹ em ăn thế này chua thế. Em thấy nó chua. Ôi, mấy này ngon quá. Em ấy thấy giảm ừ, thầy bảo làm 4 cái này đã. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Mùa hè ăn thích này. À, xúc cẩn thôi. Chị ơi, từ ha chị ơi. Đùa chứ. Để nhận được nào. Mà ăn cái này là đỡ bị ngán đấy. Đúng rồi, đỡ ngán nhiều hơn. Bánh kem hay ngán lắm. Ăn ít. Mùa hè mình đổi vị cho khách, mình sẽ chuyển sang nóng bánh mì chua. Bánh này ăn hơi nhạt. Bánh này được không? Nhưng mà lại không tốn phụ kiện gì. Mang đi, chụp cho người mang đi. Kem có chê ngọt chê ngọt. Ngoài ăn thế nào? Ngon chứ. Ngon. Không chua không ngọt đâu. Đúng rồi, nó vừa. Nào, ăn bánh xoài. Nào, ăn đi, ăn bánh xoài nào. Nói xoài ăn tiramisu với cả chanh leo nè. Đây là tiệc buffet bánh.
đi ăn đi, ăn đi. Cắt. Cắt. Là sẽ được ăn ca cao. Nhưng mà sao ăn ca cao về say cà phê? Không. Cái này có không sao. Chị nhớ chị gửi ảnh cho em đi chị nhá. Chị để mấy miếng vào matcha một miếng, chỉ lấy cái loại hộp mà có úp hai được hai bên ấy. Ừ, bánh này cũng ngon lắm, không mình lấy đâu. Matcha không thấy đâu cả. Nó tồi. Thôi nhiều các bạn. Ăn ngay không khéo là sặc đấy, tại vì khi mà em cắn mà em hít hít là nó hít cái ấy vào. Đây 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 đây. Nhỏ đúng không? Đây đến cái này. Ta sẽ thử sang cho anh. Bạn nên là kiểu là chuyên gia đi thẩm bánh ấy nhỉ? Chuyên gia thẩm bánh cái gì? Một loạt bánh giá mọi người nói cứ như là chắc là hôm nay chưa thẩm bánh rồi. Hôm nay ăn thịt heo ngon rồi, hôm qua ăn bánh khác rồi. Lẽ ra tranh neo phải để cuối cùng thêm không? À không, quý vị trà xanh ok rồi. Thêm bây giờ đang bận ăn nha cả nhà. Bánh trà xanh ngon lắm. Có gì thì nhà sau nha. Tí nữa Facebook của thêm lại cứ 5 phút lại một ảnh bánh đúng không? Trà xanh nha, không bị đắng đâu chị ấy, chị ạ. Nhìn thấy thôi chứ chắc là không đắng đâu. Không đắng đâu, thơm ạ. Xong rồi cắt cả trứng muối ra. Trà xanh. Thôi đang ăn cái trà xanh không ăn gì hết. Trứng muối là trứng muối vào đây là không hợp rồi, đang chua thế này trứng muối vào đây là đang mát. Anh em trứng muối ăn trước bỏ này. Bỏ một đĩa cắt. Đúng rồi, thì tim nó phải thế mà. Cho em xin đứng bên này nha. Mình sẽ ăn thử trà xanh. Bỏ trà xanh nha. Ăn trà xanh đi. Chị phải chờ để chị chụp ảnh đã. Không có mì đắng đâu. Ăn miếng xong mình đỡ đỡ. Không, ăn thử ăn mỗi thứ một tí xem nào. Miếng chưa ăn thua với 2 miếng em ăn hết được miếng mà chưa có ăn nhận được. Ok, chưa ăn nào ông Nga chưa không bánh này à? Matcha đi một tí ngon mà phải không? Cho ăn cho nó hơi không nào? Ăn thế thì giảm giảm đi một tí. Matcha nó cũng phải có hơi hơi có vị đấy chứ. Tại vì đây là em ăn thẳng rồi chứ phải em pha ra đâu mà. Rắc nhiều này. Đang phỏng vấn trực tiếp đấy. Đang phỏng vấn trực tiếp chuyên gia ẩm thực. Chuyên gia. Bằng nhau. Bằng nhau cái chanh neo này. Chanh neo bởi vì nó có vị chua. Chanh neo này là ăn cái này cái này là. Chanh neo nó thơm. Món này ngon hơn. Còn cái gì? Ăn cái này trước xong ăn cái đấy. Chanh neo mới lấy được bây giờ đang chua chua. Cái này ngon này. Cà phê ngon. Cà phê ngon. Cà phê ngon. Công nghiệp cà phê không? Không, tại vì cái bản chất tự tiêm mới xu là cái này. Tôi cái ăn này là tất cả những chế đi thôi. Đây mới gọi là chuyên gia thẩm mỹ. Cái này ngon này. Ủa, đang ăn cái này, quay ra ăn này, ăn. Đây, uống nước xong rồi ăn cái này. Cái này ngon. Cái này thì... Ăn cái có bao nhiêu bánh hết rồi nhỉ? Ăn hết miếng mới nói được. Thì ăn cái này thế này, cái này ngon rồi ơi. Cái này ngon thật. Đúng không? Nó tùy một vị. Cái này cũng thấy như khẩu vị mỗi người. Có nhiều người thì lại ví dụ như chuẩn của nó là phải hơi đắng. Có người ăn bảo ngon, có người ăn bảo không ngon, biết nhiều là. Nó đi đắng quá. Vị mỗi người khác nhau mà. Ăn hết miếng nữa đi. Để làm gì lại đổ miếng. Nhưng mà cái chắc ăn xong lần thì còn có vị nhiều người hết. Vì nó có vị chua. Dễ ăn. Cầm đi. Nó thơm. Hôm nay là rất vừa luôn. Cái này mà dùng whipping nữa thì còn ngon nữa. Whipping thì lại đáng ăn bao nhiêu cơ? Đúng là whipping của nó thì. Nhưng mà bình dân về quê thì này. Hả, bình dân về quê cũng mà. Chú em chỉ nó còn 5 lá thôi. 200 bán thì khách quay lại. Ăn là bánh này thay bánh sinh nhật. Mà nó là sinh nhật mà chị. Thì nó là sinh nhật mà. Mùa hè này bán này. Mùa hè là mình sẽ làm bánh này. Mẹ bánh quán em cắt miếng là bán không? Lại đi tìm. À, em bán cà phê thì em cắt miếng em bán. Em cắt em đổ size 16 kia thôi xong rồi em cắt miếng ra. Một miếng này bao tiền? Mọi người à, hai chục. Hai chục nha. Hai chục. Ăn thử bốn cái quá. Cái này một cái con 20 là 200 mấy giờ có sướng mấy. Bây giờ mình em hết 30.000 rồi. Tùy cái ấy nhà em thôi, nó cái giá là do em định ra. Không, nếu mà nhiều.
mình về mình tầm 20 là bán được, nếu bán cà phê là 20 cũng để bán được rồi. Thôi thôi. Chết người à? Còn nếu như miếng này ví dụ em lên phố đúng rồi anh lên tầng 72 đúng rồi lên mắt ngồi ấy thì 6 chục nha. Bánh gấu này làm tròn tròn trong nó cắm cái mắt tai và 6 chục một miếng bé tí tí này tùy từng chỗ thôi, còn về quê để bán cái giá đấy cũng được, hợp lý đấy. Nhưng nói chung mà em mà chuyển bảo khách ăn cái này thì nó sẽ không không ăn sinh nhật nữa đâu, ăn cái này nó ngon hơn nhiều. Và nhất là sinh nhật nhá, sinh nhật ăn cố ăn bàn ăn lẩu ăn niếc xong mà sinh nhật ăn ra cái này thì cực quá ngon luôn, đúng không? Và là giảm độ ngấy, ăn sinh nhật thì nó sẽ béo. À, xong chưa? Chia quà đi để làm opera nào. Ba giờ rồi em ơi. Trà xanh để uống luôn mấy bạn 5 giờ rồi. Trong hồ đâu? Mấy giờ rồi? À thôi cái này. Mấy giờ rồi? 14 giờ 36. Đấy cũng gần đến giờ là gì? 12 rưỡi rồi thì nó chuẩn bị đi cho mày. Đóng hộp đi cho mày về là vừa. Đấy. Em thấy gì em cho luôn vào ấy xong để tủ đá đi không thì nó em cầm về về nhà. Chạy chạy không? Không, cũng không. Ủa nguy hiểm thế, em không biết mấy tiếng em về nhà cơ. Cũng không chảy lắm đâu, cứ cho vào túi em mang về. Để thẳng chỗ điều hòa. Trà xanh ở đây tự nhiên. Trà xanh mọi người đắng à? Ngon mà. Vị trà xanh không thích bằng vị kia. Đây, đây. Cháu không thấy không thích vị trà xanh đấy. Thích vị cacao kia. Vị kim leo còn vị cacao thì em thấy hơi ngọt em. Cacao này không phải đặt đường, tại vì dùng cái bột cà phê là có đường, phải dùng cái bột cà phê không đường ấy. Cái này mình vẫn phải nhiều đường luôn nữa. Chị dùng là chị sẽ làm cái cà phê không đường. Cái bột cà phê không đường. Cái trà xanh nó thơm hơn là cái cacao. Ủa thì ăn này à? Cô ăn này cô lấy đi, cháu lấy cái trà xanh không? Đấy. Em lấy một miếng đi. Để cho phải thử hết. Đây, mỗi loại một miếng để phải thử hết. Đây. Đẩy gọn này vào. Bỏ cái này cho ra đằng kia. Kinh nhé. Đấy, rồi đóng vào xong lấy cái một hộp kia. Đây chim. Rồi. Đi đây. Có cà phê bán này chuột quá. Đấy, còn đây. Đưa đây em phải đĩa của em này, đĩa đây. Đĩa có thêm đâu. Đĩa. Đĩa của thêm đâu. Chưa thử bông lan trứng muối. Ừ. Chanh leo sau cùng. À bông lan trứng muối à. Đây cho nó cầu cho em một miếng. Đây. Hoài ơi sang đây. Đóng cho bạn này mang về thôi, còn các em ở đây đóng hộp gì? Các em ở đây để ở đĩa này, không lại cất vào tủ tối mà ăn tiếp. Bánh ngon này một người xem, quá đáng nhỉ. À, cũng là dùng muối ngon không? Từ giờ đến tối là mấy trăm lượt xem ngay bây giờ. Đâu? Người ta xem lúc nãy rồi, nhưng mà người ta đi ra rồi. Ngon. Mấy trăm người xem ăn à? Ôi, em thử xin không? Đây, trứng muối đây, trứng muối đây. Cái kia đâu nhỉ? Thấy ơi, cái kia ăn trứng muối. Thìa một lần đâu, đây này. Đó. Ông ăn trứng muối. Cái này trứng muối không ăn. Đây, thử đi này. Nhưng mà bốn này, trứng đợt này ăn. Thấy thử đi này.